Rồi, rồi. Xấu của mình nha, lọt cái dúng như là tiêu á, cắt lá cắt nó được không? Phải, tại vì ông nội đợi đã không cần thiết không nghe, khỏi ghét nhạc rồi. Xong anh Thảo xong cái chị điệp cái nửa đẹp không mô tả nữa hả, mô tả như cho em điệp vậy luôn, mô tả đó là cái nửa cái chí nữa đây, là thảo chí cái chí cho em điệp chứ phải là để giữ cái cổ càng cố bây giờ cũng càng cố cái mình đứng lấy hai cái cổ á là do cái càng cố mình bụng đi ừ là một lỗi nữa không chuyên nữa. Ủa? Anh, chè chị bay ra, xong rồi bay ra để hỏi luôn. Thanh Truyền.